Đêm nay cùng hát lên nào, sẽ chào đón năm chàng trai nào đây? Thì em nghĩ gì về phần diễn vừa rồi? Thực sự bài hát này là bài hát rất là nổi tiếng rồi và nghe rất là nhiều lần, nhưng mà em đã quên lời. Sự sai sót lần này có khiến Andy phải dừng cuộc chơi sớm. Ủa, giờ rốt cuộc là anh xong ca với bạn rồi, anh có được tính điểm không? Anh có muốn chấm điểm chơi với cái máy này không anh? Chơi luôn. Chơi luôn. À. Yeah. Với cái máy của em thì không biết anh sẽ được bao nhiêu điểm ha. Nếu mà để tham gia cho anh rớt vào vòng gửi xe. Ca sĩ khách mời của đêm nay có chinh phục thành công chiếc máy phân tích giọng hát của Cùng Hát Lên Nào. Em nghĩ gì về phần trình diễn vừa rồi? Em thích phần trình diễn của Andy nhất. Thank you, thank you, thank you. Ngược lại Andy thích ai nhất? Em đặc biệt thích bạn Rusty. Em có hiểu anh không? Em thích Huy. Chết rồi. Em muốn vote trước không? Bánh tàu xì đi, bánh tàu xì đi. 1, 2, 3. Thôi tha cho em. Em cảm ơn anh. Của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Chương trình đang được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với những người chơi của chúng tôi. Hãy bắt đầu từ em đi, xin mời em. Xin chào mọi người. Mình tên là Đặng Huy Phong và nghệ danh của mình là Danny Đặng. Công việc hiện tại của mình là một du học sinh tại trường cao đẳng Singapore và mình đang hoạt động trong một nhóm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Là một ca sĩ, Danny thường luyện thanh và tập hát bên cây đàn piano để giọng hát của mình ngày được hay hơn. Và các bạn biết không, dùng điện thoại ghi hình lại sẽ giúp mình tìm ra được những ưu điểm cũng như khuyết điểm trong giọng hát của mình, và cũng như rèn luyện được sự tự tin trước ống kính rất tốt. Các bạn hãy xem lại thành quả cùng Danny nha. Wow, với độ sắc nét của chiếc điện thoại Samsung Galaxy S21 FE 5G, Danny đã ghi lại được những khoảnh khắc đẹp lung linh.
Danny rất hài lòng với người bạn này vì đã góp phần tạo nên một Danny tự tin thể hiện hết sức đam mê ca hát của mình. Sở trường âm nhạc của mình là những ca khúc pop, R&B cũng như là ballad. Trong năm nay mình sẽ phát hành thêm một ca khúc mới về chủ đề tình yêu. Trong đêm nhạc của anh Nguyễn Hải Phong, Danny hy vọng rằng đó sẽ một đêm nhạc thật là tuyệt vời, bởi vì âm nhạc của anh Nguyễn Hải Phong chính là niềm cảm hứng của Danny và hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ cho Danny ạ. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào mừng bạn đến với Cùng Hát Lên Nào. Chúc Danny nhiều may mắn trong buổi tối ngày hôm nay nha. Cảm ơn em. Xin mời bạn. Xin chào mọi người. Mình là Trương Nguyễn Hoài Nam. Và mọi người biết đến mình với tiếng nam là Andy Nam Trương. Nghề nghiệp chính của mình hiện tại đang là ca nhạc sĩ. Chủ đề lần này của mình khi tham gia chương trình đó là về nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, với sự góp mặt của khách mời là anh Phan Đình Tùng. Và đó cũng là hai nghệ sĩ mà mình rất là yêu thích, cũng như là cả rất là ngưỡng mộ nữa. Và khi mà tham gia chương trình đó, mình cảm giác được việc được cọ sát chung với lại các bạn thí sinh khác đó, là những các bạn trẻ rất là tài năng, khiến mình cũng cảm giác như là việc mình quyết định thi cái chương trình lần này là đúng. Tại vì lúc mà nhận được lời mời thì mình cũng chỉ là yêu thích format chương trình thôi. Nhưng mà khi mà được gặp mọi người tập và hiểu thêm về kiểu những cái phong cách âm nhạc của mọi người á, thì mình biết được là để mà trở thành một ca sĩ trên sân khấu rất là khó. Thì mình xem như đây là những cái bước đầu tiên trong cái con đường mà mình có thể chinh phục được cái việc trở thành một ca sĩ á, thì nó cũng rất là gian truân, và mong là nó sẽ để lại nhiều kỷ niệm đẹp đối với mình, cũng như là đối với lại các bạn khán giả, thì đó cũng là một cái hình ảnh mới khi được thấy Andy trên sân khấu cùng với các bạn. Hai người bạn bên cạnh Thanh Duy là những người họ đã có những cái kinh nghiệm nhất định, cho nên đây là những cái đối thủ khá là đáng gờm. Người bạn còn lại ở ngoài bìa bên kia, hãy giới thiệu về mình đi ạ. Lời nói đầu tiên thì em xin chào anh Thanh Duy cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem Cùng Hát Lên Nào. Xin chào tất cả mọi người, mình là Vương Quốc Huy, mình đang là sinh viên năm cuối của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Sở trường âm nhạc của mình chắc có lẽ là pop và R&B và pha vào đó một chút dance. Và dự định tương lai của mình chắc có lẽ là sẽ tham gia thật là nhiều chương trình liên quan đến âm nhạc và cố gắng tìm cho nhiều cơ hội để phát triển bản thân và cũng như có thể đến gần với khán giả hơn. Trong đêm nhạc với chủ đề nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, mình sẽ đem đến cho tất cả mọi người những ca khúc cũng như là những sự bất ngờ đầy hấp dẫn. Và mong mọi người hãy đón xem và ủng hộ cho mình nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng làm quen với người bạn tiếp theo nha. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Yeah. Nay lại sao có cái phong cách rất là cowboy này đến đây vậy ạ? Đó cũng là style của em thôi. Xin chào tất cả mọi người và anh Duy. Hello mọi người, mình tên là Thành Phong và nghệ danh của mình là Gusty, và hiện mình đang là ca sĩ và nhạc sĩ. Thế mạnh của mình đó là rap, sáng tác và nhảy, và tài lệ của mình đó là beatbox. Mình sẽ cố gắng hết mình để có một đêm nhạc tuyệt vời. Cùng hát lên nào lời tình tha thiết. Cùng hát lên nào lời mình muốn nói. Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ. Chúc Phong sẽ gặp nhiều may mắn như là bộ đồ em đang mặc ngày hôm nay nha. Cảm ơn Phong. Dạ, cảm ơn và mọi người. Và người bạn cuối cùng ở bên kia, xin mời em. Xin chào anh Đinh Duy và em xin chào các vị khán giả đang ngồi dưới ạ. Xin chào mọi người, mình tên là Phi Long. Mình năm nay 17 tuổi, mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Hà Nội và hiện tại mình đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang đi học tại khoa thanh nhạc nhạc nhẹ ở Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Cái dòng nhạc mình yêu thích thì mình rất là thích dòng nhạc pop và dòng nhạc rap ạ. Mong muốn của mình trong tương lai thì mình rất là muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người yêu mến, được nhiều người biết tới. Đến với chương trình Ngồi Hát Lên Nào, mình rất mong mọi người sẽ ủng hộ đến mình và những người chơi khác sẽ thi thật là tốt và sẽ mang đến những ca khúc
làm cho người nghe cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn, những năng lượng tích cực hơn đến người xem ạ. Phi Long nhìn mặt em quen quen. Trước đây thì em cũng từng tham gia Giọng Hát Việt Nhí năm 2017 ạ. Wow. Hy vọng là các bạn sẽ gặp thật nhiều may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nha. Khán giả tham gia dự đoán người chiến thắng ở mỗi tập của chương trình có cơ hội nhận được giải thưởng giá trị đến từ Samsung. Hai chiếc tai nghe Galaxy Buds 2 sẽ dành cho hai khán giả có dự đoán chính xác và may mắn mỗi tuần. Hãy tham gia bằng cách truy cập vào fanpage Cùng Hát Lên Nào. Cổng dự đoán sẽ được mở sau khi fanpage lộ diện 5 người chơi và đóng lại sau khi tập phát sóng kết thúc. Tham gia ngay! Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Cùng Hát Lên Nào, và đêm nay là đêm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Hôm nay là sự kết hợp của những chàng trai rất trẻ, và Thanh Duy hy vọng là họ sẽ mang tới những phần trình diễn hết sức bùng nổ. Ở Cùng Hát Lên Nào, chúng tôi sẽ có một chiếc máy phân tích giọng hát. Nhiệm vụ của các bạn là hãy bám sát thật sát vào phiên bản gốc của chúng tôi để có thể ghi được thật nhiều điểm. Người chơi có số điểm cao nhất sẽ an toàn bước vào vòng tiếp theo, và những người chơi còn lại sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại. Và ngay bây giờ, hãy đến với bài hát đầu tiên trong đêm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Ba kể, con nghe. Về cái mảng nhạc thiếu nhi, gia đình mang đậm dấu ấn của Nguyễn Hải Phong á, bài Ba Kể Con Nghe là một điển hình. Rất là tình cảm giữa người cha và người con. Tùng cũng rất là thích bài hát này. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Sống con là cánh đồng, là cánh đồng nồng giữa khoảng trời mênh mông. Như bà dù lúc xưa ba còn thơ bé, đôi khi là chưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn vì ba cầm lạnh hơi xương. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hôm nay ba có âm nhạc, yêu con như yêu con là ba chàng. Cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đem câu hát ca vàng. Mãi đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mãi đây con chở che cho biết bao nhiêu. Cho ước mơ cùng mẹ, cho nỗi đau cùng mẹ, theo ba chăm sóc con nhé. Nằm giữa khoảng trời mênh mông, như bà dù lúc xưa ba còn thơ bé. Đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn vì ba cầm lạnh hơi xưa. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng. Trời mênh mông như ba rồi lúc xưa ba còn thơ bé. Đôi khi là trước hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn vì ba cầm lạnh hơi xưa. Ông dạy
thể hiện bài hát đầu tiên cảm thấy như thế nào ạ? Thực sự bài hát này là bài hát rất là nổi tiếng rồi và nghe rất là nhiều lần, nhưng mà rất rất là rung và em đã quên lời. Bạn yêu con như yêu con và cha. Phần lỗi mà quên lời là cái phần lỗi rất nặng. Đây là cuộc thi cho nên quên lời là một bất lợi. Còn Danny, em thì sao nhỉ? Khi mà hát ca khúc này thì em nhớ tới người cha của mình. Và mẹ em hay yêu cầu em hát ca khúc này cho ba nghe. Thành ra em hơi xúc động một tí. Thành ra là phần trình diễn cũng chưa được tốt lắm. Em thích phần trình diễn của Andy nhất. Bởi vì tuy là nó không có đầy đủ nhưng mà nó vẫn có cái tình cảm của bạn ở trong. Thank you. Ngược lại Andy thích ai nhất? Em đặc biệt thích bạn Rusty. Tại vì bạn vừa có thể hiện hình thể và cả cảm xúc nữa. Ngay bây giờ sẽ là điểm số mà các bạn đã mang về sau bài hát đầu tiên. Người chơi có số điểm cao nhất từ chiếc máy phân tích giọng hát của chúng tôi, bạn đã mang về 85 điểm. Thanh Duy xin được chúc mừng cho Gusty. Yeah, em xin cảm ơn mọi người ạ. Em an toàn và em có 3 triệu đầu tiên. Cảm giác của em bây giờ như thế nào? Thực ra là lúc mà em hát thì em rất là lo lắng. Nhưng mà em cố gắng làm tốt phần trình diễn của mình thôi. Bây giờ hãy chọn cho anh một cái tên mà em nghĩ là nên dừng lại cuộc chơi này ngay bây giờ. Người đó là ai? Liệu rằng những người chơi của chúng tôi, họ sẽ chọn người mà họ nghĩ có phần trình diễn không tốt nhất, hay họ sẽ chọn người mà họ nghĩ là đó là đối thủ nặng ký của mình nhất trong buổi tối ngày hôm nay? Em nghĩ là đối thủ nặng ký của em chắc là Danny ạ. Tại vì là anh hát em thấy cũng rất là hay. Nếu mà vào sâu vô trong nữa thì anh sẽ có thể là loại em. Danny hiện tại đang có một vote. Bạn sẽ vote cho ai? Em nghĩ là Long là một người khá nặng ký với em, nên em chọn Long ạ. Dạ. Long, hiện tại bạn đã có một vote đầu tiên. Hãy cho tôi biết quyết định của bạn. Em cho là anh Danny ạ. Danny, oh. Có lý do vậy không ạ? Hay là chỉ là lý do cá nhân riêng tư? Vừa xong như thế nào thì em như vậy đó. Đã đáp lại như vậy đúng không? Truyền trái banh qua là bình truyền trái banh lại. Đó là cái điểm căng thẳng hấp dẫn của chương trình chúng tôi. Danny, hiện tại bạn đang có 2 vote. Andy, hãy cho Duy biết quyết định của bạn. Thật sự thì đối với em trong cái vòng đầu tiên này em mới là người tệ nhất. Còn về phía Danny thì có thể là do phong độ hoặc do cảm xúc của bạn. Giống như nãy bạn chia sẻ là bạn cảm thấy xúc động. Thì em nghĩ em sẽ dành cho bạn này một vote. Em xin phép được loại anh Danny ạ. Danny, hiện tại em đang có là người có số vote nhiều nhất. Rất tiếc là phải chia tay em tại đây. Dạ thì trước khi em rời khỏi sân khấu thì em xin cảm ơn mọi người, cũng như cảm ơn 4 bạn trong team đã cố gắng vì một phần trình diễn khá là tuyệt vời. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại mọi người trong những chương trình sau ạ. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho 5 đứa tụi em ạ. Cảm ơn Danny rất nhiều. Cảm ơn em đã đến với Cùng Hát Lên Nào nha. Chúng ta đang đến với bài hát thứ hai. Đây là một bài hát nằm trong dự án Body Language của nữ ca sĩ Thu Minh do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sản xuất. Và ngay bây giờ, hãy dành một tràng pháo tay để đến với ca khúc được mang tên Taxi. Không gian quanh đây bao người rộn ràng là thế đây, thôi cho tôi đi ngay, sẽ xa nơi đây. Một ngày nắng đã lên cao, đôi mắt hao gầy vì phố xa thênh thang. Ánh nắng trôi loát thế mà bình thường, đứng giữa lòng đường. Tic tac rồi quay vòng, tic tac đồng hồ quay vòng.
từng ngày bình thường. Thôi cho tôi vô đây, bên ngoài chỉ là ngày nắng cháy, bên kia như bên đây mà lao như bay. Người người cứ thế tuôn ra, đưa mắt theo nhìn lòng chán ngán hoang mang. Tắt máy chết máy thế mà bình thường. Anh Duy nhiệt quá. Tích tắc đồng hồ quay vòng, tích tắc rồi quay vòng, tích tắc đồng hồ quay vòng. Từng ngày bình thường. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Gusty, em nghĩ gì về phần trình diễn vừa rồi? Em nghĩ là em đã hoàn thành tốt. Em thích ai nhất ạ? Em thích Huy. Em thấy là lần này bạn làm tốt. Huy, em có nghĩ như vậy không ạ? Dạ vâng ạ, thì lần này em thấy em hát tốt thật. Em nói đúng không? Mình phải thành thật đúng không? Đúng ạ, lần này hát tốt thật ạ. Long, hãy cho tôi biết cảm xúc của bạn sau khi mà trình diễn ca khúc vừa rồi. Đối với em thì sau phần trình diễn vừa rồi thì em cũng cảm thấy thoải mái hơn. Em cảm thấy phần vừa rồi của em cũng tạm được ạ. Bây giờ hãy cùng đến với kết quả từ chúng tôi. Người chơi có số điểm cao nhất từ chiếc máy phân tích giọng hát an toàn và bước tiếp vào vòng trong. Lần này số điểm cao nhất 78 điểm. Tôi xin được chúc mừng. Đó là Gusty. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn em. Bây giờ mình đến với phần căng thẳng hơn. Em hãy lựa chọn ra một nhân vật và em nghĩ là chúng ta cần phải dừng lại. Với vòng 2 thì em sẽ gắt gao hơn một chút. Có một người sai lời, em xin được chọn anh Andy ạ. Rất thẳng thắn. Andy, hãy cho tôi biết quyết định của bạn. Em quên lời thì không dám vote ai. Nhưng mà bắt buộc format chương trình là phải vote, cho nên là em có hiểu anh không? Em hiểu. Em hiểu, em hiểu. Nhận anh một vote nha. Bạn vừa có một vote đầu tiên từ người anh em thân thiết của mình. Rất thân ạ. Hãy cho tôi biết quyết định của bạn. Em muốn những cái tiết mục trong đêm nay là những tiết mục thật sự là hay, cho nên là em xin vote anh Andy. Andy đã có thêm một vote nữa. Vote cuối cùng chúng tôi muốn nghe ý kiến từ Long. Mai Long. Và trong số 4 người thì có một người duy nhất là quên lời ạ. Cái vote cuối cùng thì em xin vote cho anh Andy ạ. Vâng, rất là chỉnh trọng ạ. Vâng, chỉnh trọng và rõ ràng. Andy, rất tiếc là chúng tôi phải chia tay bạn tại đây. Một bài học lớn cho Andy về việc nghiêm túc trên sân khấu để có thể nhớ được lời những bài hát. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ở đây, cũng như là cảm ơn các bạn khán giả đã ủng hộ cho Andy, cũng như các bạn chơi và cả chương trình cùng hát lên nào. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Andy ơi, trước khi chia tay thì anh muốn gửi tới em một thông tin cũng gây sốc nữa. Em không phải là người chơi có số điểm thấp nhất. Ủa? Wow. Quốc Huy, bạn có 70 điểm. Bạn là người chơi có số điểm thấp nhất. Đã loại đi một nhân vật và các bạn nghĩ đó là đối thủ nặng ký của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến với Cùng Hát Lên Nào. Wow, một không khí thật căng thẳng. Tình anh em liệu có bền lâu? Đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với đêm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Ở vòng này chúng ta sẽ không còn cần phải loại nhau bằng cách bình chọn nữa, mà chiếc máy phân tích giọng hát của chúng tôi sẽ chọn ra hai người chơi có số điểm cao hơn bước tiếp vào vòng trong. Và chúng tôi sẽ phải chia tay với người chơi có số điểm thấp nhất. Và ngay bây giờ sẽ là lột xác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Xin mời.
đi qua đây vẫn thế đây, lòng đắng cay hết rồi chuyện xưa, đừng buồn nữa, đừng ngồi vu vơ. Dẹp hết hụt sạch hết, ngày dài vừa chết còn gì mà nhớ đến. Điều cần làm là vui lên, nhìn về đường dài còn bao trông gai. Nếu kéo mãi có thấy ai ngỡ rằng vụt bay nụ cười ấy, nụ cười em đây. Lột xác thành người khác, nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán. Bay lên vỡ nát. Cho ta vui như lúc bé thơ em ngày sớm hôm không mệt mỏi. Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh. Cho ta say như lúc mới yêu điên dại, đã thương em miệt mài. Vẫn thế đây lòng đắng cay hết rồi chuyện xưa, đừng buồn nữa, đừng ngồi vu vơ. Dẹp hết gột sạch hết, ngày dài vừa chết còn gì mà nhắc đến. Được cần làm là vui lên, nhìn về đường dài còn bao trông gai. Nếu kéo mãi có thấy ai ngỡ rằng vụt bay nụ cười ấy, nụ cười em đây. Lột xác thành người khác, nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán. Bay lên vỡ nát. Cho ta vui như lúc bé thơ em ngày sớm không mệt mỏi. Hát một mình, hát cùng bàn tay xinh. Cho ta say như lúc mới yêu điên dại, nhớ thương em miệt mài. Hôm nào ta một mình hát cùng bàn tay xinh. Cho ta say như lúc mới yêu điên dại, nhớ thương em mệt mỏi. Hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ. Cho ta say như lúc mới yêu điên dại, nhớ thương em mệt mỏi. Hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ. Phi Long hát ổn thôi, còn bạn Quốc Huy đó, bạn lên cao cũng tốt mà bạn hát thấp cũng ổn. Bạn Gusty thì bạn lại ổn ở khúc trung trầm, còn lên lên cao thì có vẻ bạn hơi đuối. Và cách lấy hơi của Gusty cũng chưa ổn. Nếu mà đoán cao điểm nhất thì anh chọn bạn Quốc Huy. Cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào? Sau bài hát thứ 3 thì cảm xúc của em cực kỳ đã. Vòng này không có loại bằng vote nữa cho nên là phải chiến hết mình thôi. Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người. Gusty, bạn nghĩ gì về màn kết hợp vừa rồi của ba bạn? Em nghĩ trong từ vòng 1 tới vòng 3 giờ là vòng này là em thấy tốt nhất. Long luôn là người mở đầu cho những bài hát đúng không em? Việc đó có áp lực với em lắm không? Dạ, việc đấy cũng khá hơi áp lực. Bởi vì sao? Bởi vì khi mở đầu bài hát mà mình chỉ cần sai vô nhầm tông thôi là sẽ bay luôn cái đoạn của mình. Nên là nó sẽ hơi khó hơn so với cả người đi sau. Người đi sau thì đã nghe tông bài trước rồi thì người ta sẽ có thể vào chuẩn hơn. Hy vọng bạn cũng sẽ gặp may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ hãy đến với kết quả từ chúng tôi. Xin được chúc mừng người chơi đầu tiên bước vào vòng đối đầu với giải thưởng 3 triệu đồng. Bạn đã mang về số điểm là 82 điểm. Xin được chúc mừng, đó là Quốc Huy. Sự mãn nguyện và thỏa mãn nhẹ nhẹ trong lòng đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Yêu cái máy chấm điểm quá à. Bây giờ sẽ là số điểm của hai người chơi còn lại. Một bạn mang về 72 điểm và một bạn mang về 78 điểm. Và người chơi tiếp theo bước vào vòng đối đầu. Thanh Duy xin được chúc mừng. Gusty. Ta sẽ chia tay Phi Long ở đây. Phi Long, có điều gì muốn chia sẻ trước khi chúng ta chia tay ạ? Đối với em thì em cảm thấy đến vòng này thì em cũng đã làm hết sức của mình rồi. Em chúc hai anh sẽ thi vòng tiếp theo thật là tốt ạ. Và hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng hai người chơi bước vào vòng đối đầu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ hãy cùng làm
quen, hãy cùng đến với vị khách mời đặc biệt của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được chào đón ca sĩ Phan Đình Tùng. Phan Đình Tùng xin gửi lời chào thân ái đến khán giả đang theo dõi chương trình. Cùng hát lên nào. Tùng là một người anh rất là thân thiết với Nguyễn Hải Phong. Tùng đã cùng với Nguyễn Hải Phong cho ra một cái album, nó có tên là Tùng Phong R&B. Đó là những sáng tác rất là mới giai đoạn đầu của Nguyễn Hải Phong. Trong cái album Tùng Phong đó thì những cái nhạc phẩm mà của Nguyễn Hải Phong sáng tác dành cho Tùng đó là nó rất nhiều bài hit. Và đó là một cái duyên với một cái người em. Và với chương trình hôm nay, đó là chương trình âm nhạc của Nguyễn Hải Phong, thì Tùng rất là vui khi xuất hiện trong chương trình với vai trò là một ca sĩ. Và Tùng hy vọng là chương trình sẽ được khán giả đón nhận, theo dõi thật là nồng nhiệt, bởi vì âm nhạc của Nguyễn Hải Phong nó rất là phù hợp với khán giả trẻ hiện nay. Với format rất là riêng, nhưng mà Tùng thấy cái điểm đặc biệt là chương trình này á, các thí sinh chơi phải có tính chiến lược, bởi vì các bạn phải biết thể hiện mình vào vòng nào là khôn ngoan nhất. Bởi vì nếu thể hiện mình sớm quá, bốn bạn còn lại sẽ vote và loại mình ra. Cho nên các bạn phải khép mình lại, hát vừa phải để mà qua vòng thôi. Và để cái năng lượng đó, để cái bản năng của mình á, và cái kỹ thuật của mình á, nó được bộc phát ở những cái vòng sau. Lúc đó nó sẽ có tính đối kháng và có cơ hội để đi tiếp. Còn nếu mà thể hiện mình sớm quá đó thì mình sẽ out và không còn cơ hội tiếp theo. Cho nên là chúc các bạn luôn luôn tỏa sáng và đi vào được trái tim của khán giả. Yeah! Em chào anh, chào mừng anh đã đến với Cùng Hát Lên Nào. Vâng, Tùng xin gửi lời chào đến khán giả đang xem chương trình Cùng Hát Lên Nào. Lời chào thân thương nhất. Anh ơi, cho em hỏi anh sơ sơ là hồi nếu mà anh là đi hát hồi xưa tới giờ á, anh là cái người thích hát theo phiên bản gốc là lời như thế nào, nhạc như thế nào là hát đúng 100% như vậy, hay là anh sẽ là người phá cách? Em cũng biết mà, vì mình hát là mình phải được thả hồn bay bổng. Dạ. Cho nên là mình không có một cái giới hạn nào hết. Còn mà mình phải làm theo một cái thần tượng hay là một cái người nào đó. Dạ. Là mình bị giới hạn lại. Dạ. Cho nên là nó rất là khó. Cho nên là anh hát thì lúc nào anh cũng sẽ được bay bổng theo những cái mình cảm nhận. Anh thấy cái chương trình nó đặc biệt ở cái chỗ là các bạn là những người nghệ sĩ rất là tài năng ha. Và chắc chắn là có những cái tôi của mình. Cho nên là các bạn phải đè nén cái tôi của mình xuống. Yeah. Gò mình vào một cái khuôn mẫu của những người đi trước. Điều đó khó lắm, anh làm không có được. Anh mà vô anh chơi với cái máy của em thì không biết anh sẽ được bao nhiêu điểm ha. Nếu mà để tham gia chứ anh rớt vào vòng gửi xe. Anh ơi, bây giờ đến với Cùng Hát Lên Nào thì anh sẽ gửi tặng quý vị khán giả bài hát gì ạ? Bài hát này Tùng cũng rất là tâm đắc. Nó nói lên cái tấm lòng của người Việt Nam luôn luôn dõi theo đội tuyển, dành cái tấm lòng của mình cổ vũ cho đội tuyển để có thể đem vinh quang về cho Tổ quốc. Một nhạc phẩm với tựa đề Hàng Triệu Con Tim. Hàng triệu con tim cứ thế dõi theo chân bạn. Việt Nam yêu hỡi, quyết thắng cùng tiến lên. Chẳng đứng phía trước gian nan, hãy vững tin vượt qua muôn trùng. Còn chúng tôi bên bạn, bạn sẽ không lẻ loi. Việt Nam, Việt Nam ơi, cùng tiến lên, cùng tiến lên. Hàng triệu con tim cùng với biết bao hy vọng. Việt Nam ơi, bừng cháy lên những khát khao vì một tương lai.
rồi ngày hôm nay đem hân hoan đến cho mọi nhà. Người người trên phố tay trong tay cùng hát vang, ngàn cờ chiến thắng tung bay và khắp nơi hòa reo tiếng cười hạnh phúc tôi dâng chào. Vì chúng ta cùng nhau tự hào. Việt Nam ơi, cùng tiến lên, cùng tiến lên. Hàng triệu con tim cùng với biết bao hy vọng. Còn ngay bây giờ hãy kỳ giải lao trong ít phút nha. Chúng ta đang quay trở lại với Cùng Hát Lên Nào. Và trên sân khấu của chúng tôi là hai người chơi còn lại, đó là Vương Quốc Huy và Gussie. Hai người chơi ở bên cạnh Thanh Duy. Đây là cơ hội cuối cùng của các bạn để gây ấn tượng với chiếc máy phân tích giọng hát của chúng tôi, giành lấy giải thưởng 10 triệu đồng và bước tiếp vào vòng bứt phá song ca cùng với ca sĩ Phan Đinh Tùng. Hiện tại thì Gusty đang có số điểm cao hơn. Bạn sẽ là người chơi lựa chọn ca khúc để thi đấu trong vòng đối đầu. Có hai ca khúc cho các bạn lựa chọn và ca khúc đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đó là... Ê, ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tanh, ô, mong em như thế. Em đừng là hư vô, nhìn em tại những ngây ngô. Đó là Đường Công và bài hát thứ hai đó là Từ đây em thôi ngốc nghếch với bao nhiêu suy tư muộn phiền. Từ nay anh thôi phong lại gần bên. Người lạnh lùng như thế cơ sao già này đi lại về. Đừng làm tim em vỡ tan. Đó là Ngốc. Em Gusty, em chọn bài gì? Thôi chọn Ngốc Nghếch đi cho vui em. Hai đứa hát bài Ngốc Nghếch nó mới sướng. Hai đứa phải chọn Đường Công. Và bây giờ sẽ là Đường Công. Xin mời quý vị. Này em từ đâu vừa đây vừa hay nhìn em là say. Này em từ xưa vừa nay vừa hay lòng ta thức dậy. Ô ô la la đường công em thế mà. Ô ô la la ngọc ngà sẽ slider. Khi em là ai mà bao chàng trai là hưu là nai. Khi em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại. Ô ô la la đường công em thế kia. Ô ô la la chàng trai sẽ slider. Ê, ai đi qua lối đó, ai
mãi trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng tôi không đắn đo. Ô mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta như ngây ngô. Ê, ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh. Ô mong em như thế đó, mong em đừng buồn vu vơ. Em từ đâu vừa đây vừa hay nhìn em là sai. Này em từ xưa và nay vừa hay lòng ta thức dậy. Ô ô la la đường cong em thế mà. Ô ô la la ngọc ngà sẽ slide. Kìa em là ai mà bao chàng trai là hưu lại nài. Kìa em là ai mà đôi bờ vai lòng ta ngây dại. Ô ô la la đường cong em thế kìa. Ô ô la la tràn trề sẽ slide. Trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng tôi không đắn đo. Ô mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Nhìn em ta như ngây ngô. Ê, ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui lên. Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh. Ô mong em như thế đó, mong em đừng buồn vu vơ. Sao hôm nay không thấy bóng em về qua đây? No, oh, oh, oh. Sao hôm nay trên lối ấy mong chờ bất tan nắng. Ê, ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng tôi không đắn đo. Ô mong em ra cuối phố, mong em đừng là hư vô. Trong lòng càng vui lên. Nhìn sang đường xung quanh vắng tên. Ô mong em như thế đó, mong em đừng buồn vu vơ. Nhìn em ta như ngây ngô. Dusty, cho tôi biết cảm giác của bạn bây giờ. Em thấy đã quá. Em thấy vòng này em thoải mái rất là nhiều. Còn Vương Quốc Huy? Em thì thấy sướng ạ. Được hát và được thể hiện những ca khúc hay ở trên sân khấu với live band là một trong những trải nghiệm tuyệt vời của một người ca sĩ. Cho nên là các bạn đang được tận hưởng những gì đẹp nhất trên sân khấu của Cùng Hát Lên Nào. Người chơi có số điểm cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng trong cùng với 10 triệu đồng và song ca với ca sĩ Phan Đình Tuấn. Chúng ta sẽ chia tay người chơi có số điểm thấp hơn tại đây dựa trên chiếc máy phân tích giọng hát. Anh Tùng, anh là người nãy giờ coi rất là kỹ và khách quan, anh nghĩ gì ạ? Về giọng hát, Quốc Huy hát khá ổn định, kiểm soát cao độ tốt, giọng đầy đặn từ ở những nốt trung trầm và cả những nốt cao. Còn bạn Gusty đó, cái quãng giọng của Gusty đó khai thác tốt ở cái quãng trung trầm, bạn tạo ra được cái màu sắc rất là riêng. Với những vòng trước ha thì Tùng thấy là kiểm soát cái quãng trên của bạn chưa có tốt, nhưng mà vòng này thì rất tốt. Cả hai bạn khó có thể đánh giá hơn thua được. Thế bây giờ sẽ là kết quả. Hai chàng trai của chúng tôi đã mang về số điểm như thế nào sau bài hát vừa rồi? Người chơi có số điểm cao hơn sẽ an toàn bước tiếp vào vòng bứt phá song ca với ca sĩ Phan Đinh Tùng và nhận thêm giá trị tiền thưởng là 10 triệu đồng. Ở bài hát vừa rồi, một bạn mang về số điểm là 72 và một bạn mang về số điểm là 77. Thanh Duy xin được chúc mừng. Gusty. Xin cảm ơn mọi người ạ. Chúng ta sẽ chia tay Vương Quốc Huy ở đây. Đến được tới vòng này là một điều rất là vui đối với em rồi. Thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cũng như là theo dõi tất cả tiết mục của bọn em từ đầu đến bây giờ. Xin cảm ơn mọi người và mong mọi người sẽ ủng hộ em trong con đường nghệ thuật sau này nữa. Cảm ơn em đã đến với Cùng Hát Lên Nào. Một lần nữa hãy dành cho chàng trai Gusty của chúng ta một tràng pháo tay được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có một cơ hội nữa để em mang về thêm 10 triệu đồng. Em đang có 16 triệu, 10 triệu nữa mình có tới 26 triệu. Cho nên là bài hát cuối cùng này hãy cố gắng bám thật sát
vào phiên bản gốc để có thể tìm được số điểm thật cao em nhé. Em sẽ cố gắng. Ơi, trước khi hát thì anh có lời khuyên gì không cho em lo quá anh ạ. Ủa giờ rốt cuộc là anh xong ca với bạn rồi anh có được tính điểm không? Anh có muốn chấm điểm chơi với cái máy này không anh? Chơi luôn. Chơi luôn. À. Yeah. Đó là điểm bất ngờ quý vị ạ. Nhưng mà hồi nãy em nhớ là anh nói anh không phải là cái người thích bám sát vào phiên bản gốc. À, anh không bám sát vào phiên bản gốc bởi vì anh chính là phiên bản gốc. À, tuyệt vời. Vậy thì một tí nữa mình xem là phiên bản gốc này hát chính xác bao nhiêu phần trăm quý vị nha. Hãy đợi xem và ngay bây giờ để cho không khí được thư giãn một tí xíu, hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nha. Và ngay bây giờ sẽ là phần song ca của ca sĩ Phan Đinh Tùng và Gusty với một sáng tác nữa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong được mang tên Dòng Thời Gian. Từng ngày nào nấu nàn từng câu ca dao, từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào, bình yên những giấc chiêm bao. Qua rồi một thời vội vàng dòng chơi, rồi một thời yêu đương sớm thôi, giữa thanh thang bầu trời nắng gió muôn nơi. Thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng làm chi rồi lại đi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng xa vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ, bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi, cho ta nhìn thời gian trôi. Đừng còn dài và còn nhiều hơn trông gai, rồi thì lặng lẽ như tháng ngày buồn nở lại, ngày vui dễ lắm mau phai. Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê, về nhìn lại yêu thương vẫn thế, giữa cơn đau nặng nề khốn khó lệ thế. Thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu vội vàng tìm ngoài không thấu. Thôi dừng chi rồi lại đi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng xa vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ, bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi, cho ta nhìn thời gian trôi. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng xa vội đi đôi khi không như ý. Tôi cũng mong nhớ, cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu
đã mang tới tiết mục Dòng Thời Gian rất đặc biệt vừa rồi đúng không ạ? Anh nghĩ gì về cái phần kết hợp vừa rồi ạ? Rất thú vị, hai thế hệ ha, hai cách hát khác nhau. Gusty thì sao em? Em thấy rất là vui khi mà hôm nay em là thế hệ 9X được hát cùng với anh là một niềm vinh dự với em. Anh cũng 9X mà em. Anh cũng 9X. Anh 9 mấy anh? 95. 900 rồi đó đó. Anh ngày càng trẻ hóa ra cho thấy là trẻ đến nỗi mà tóc nó chưa có mọc luôn mà. Ngay bây giờ Thanh Duy sẽ được công bố số điểm mà hai người chơi của chúng tôi, anh Phan Đinh Tùng, cũng nhận lời tham gia đối đầu cùng với chiếc máy phân tích giọng hát của chúng tôi. Và với bài hát Dòng Thời Gian vừa rồi, anh Tùng đã mang về số điểm là... Rùn quá. 88 điểm, chúc mừng anh. Yeah. Và đây là số điểm mà Gusty đã mang về sau bài hát Dòng Thời Gian. Đó là... 77 điểm, chúc mừng bạn. Đó cũng là một số điểm ấn tượng nhưng mà không đủ để chúng ta có thể mang thêm về 10 triệu đồng. Nhưng không sao, bạn là người chơi cuối cùng còn lại trên sân khấu của chúng tôi. Hãy dành cho anh ấy thêm một tràng pháo tay nữa quý vị ơi. Nào. Mình không thể tin được là mình lại được vào sâu như thế. Ở phần quà này mình sẽ dành tặng cho mẹ mình. Đã lâu mình không có về nhà. Con nhớ mẹ, con nhớ gia đình. Và mình cảm ơn chương trình đã tạo nên một sân chơi cho mình, để mình được thể hiện tài năng. Cái điều đặc biệt là để cho mình được làm nghệ thuật. Cảm ơn em, và em cũng xin được cảm ơn anh Phan Đinh Tùng đã đến với Cùng Hát Lên Nào. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Cùng Hát Lên Nào sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ạ. Mời Văn Phòng Ngọc sẽ mang đến Cùng Hát Lên Nào một đêm nhạc đầy sâu lắng mang tên Tình Khúc Buồn. Năm người chơi sẽ dùng điều gì để chinh phục chiếc máy phân tích giọng hát của chương trình? Lúc nãy khi mà nghe cái bài hát vừa rồi là Duy thấy là mỗi người đều sở hữu một cái chất giọng rất là đặc biệt và khác nhau. Chàng thầy giáo của tôi, bạn nghĩ gì về cái tiết mục vừa rồi ạ? Cũng không có quá hài lòng, chỉ tạm tạm thôi. Dạ, hiện tại em đang rất rung mà. Thực sự là một giọng hát rất là tuyệt vời. Sao hát tuyệt vời mà loại người ta? Tại đáng gờm quá nên phải loại bớt cho đỡ sợ. Người có giọng hát tốt nhất liệu sẽ rơi vào vòng nguy hiểm? Rất tiếc là phải chia tay em tại đây. Lúc nãy em nghe được phỏng vấn hậu trường là anh ấy tính loại em rồi. Ai sẽ là người an toàn và ai sẽ phải chia tay với cuộc chơi của chúng tôi? Khán giả tham gia dự đoán người chiến thắng ở mỗi tập của chương trình có cơ hội nhận được giải thưởng giá trị đến từ Samsung. Hai chiếc tai nghe Galaxy Buds 2 sẽ dành cho hai khán giả có dự đoán chính xác và may mắn mỗi tuần. Hãy tham gia bằng cách truy cập vào fanpage Cùng Hát Lên Nào. Cổng dự đoán sẽ được mở sau khi fanpage lộ diện 5 người chơi và đóng lại sau khi tập phát sóng kết thúc. Tham gia ngay! Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình.